Một tình huống xâm nhập vùng cấm dứt đẹp, không vào. Liên tiếp là những cú đá của các cầu thủ bên phía anh em chiến tư. Và đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía anh em chiến tư. Người vừa ghi bàn đó chính là Lê Phong. 1-0. Và chúng ta vừa được xem lại những tình huống phối hợp và dẫn tới bàn thắng của Lê Phong. Lê Phong là một mẫu trung vệ của các cầu thủ. Tiếp tục là những pha phối hợp. Đây là đỉnh gùa. Cầu thủ mà áo số 11 đang thi đấu cao nhất trong đội hình của các cầu thủ bên phía anh em 94. Và đã có bàn thắng tiếp theo. Những pha lên bóng rất nhanh của các cầu thủ áo xanh và một pha ăn mừng siêu. Một pha ăn mừng của Lê Phong. Tuy nhiên thì bên phía các cầu thủ ban tổ chức vẫn còn đó là những cầu thủ chất lượng ở ngoài sân. Và chúng ta cùng chờ đợi các cầu thủ áo vàng sẽ tung ra những miếng đánh của mình. Baga. Giải bay và đã có bàn thắng. Một bàn thắng được dành cho Hải Cạp. Liên tiếp là những bàn thắng dành cho các cầu thủ áo xanh. Và chúng ta hãy theo lại bàn thắng này. Một pha treo bóng. Và các cầu thủ bên phía ban tổ chức đã có một tình huống phá bóng của Long Lắc. Tuy nhiên ở tay Di Maria, người vừa có pha kết bóng là Lộc Sado. Đỉnh gùa, tốc độ của cầu thủ áo số 11. Không có bàn thắng tiếp theo. Những tình huống đua tốc độ của đỉnh gùa đang làm khó đối với hàng phòng ngự của các cầu thủ bên phía ban tổ chức. Và có thể thấy thì các cầu thủ áo xanh vẫn đang thi đấu tốt hơn với những tình huống phối hợp của mình. Các cầu thủ bên phía áo vàng vẫn đang gặp khó khăn với những đường lên bóng của mình. Cơ cao vào. Một tình huống của anh em 94 đang chơi nhỉnh hơn và Hảo 636 cũng đã vào sân, hay còn gọi là Hảo Gắt. Và chúng ta vừa được xem lại tình huống dứt điểm của các cầu thủ bên phía ban tổ chức, người tung ra pha dứt điểm cuối cùng. Quả đá phạt dành cho cầu thủ áo vàng, người đang chiếc bóng là Baga và dứt điểm. Tình huống dứt điểm của cầu thủ áo số 13. Tuy nhiên là vẫn có những tình huống phản xạ tốt của thủ thành Nhóc Thắng. Và chúng ta hãy theo lại tình huống này ở một góc quay khác. Và buổi chiều ngày hôm nay thì đội ngũ ekip của bóng đá phụ miền Tây cũng đã trang bị thêm một camera. Và chúng ta thấy là có rất nhiều camera đang được trang bị ở trên sân. Những pha đá đáy biên dành cho các cầu thủ tiền đạo dứt đẹp. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho anh Bà Bảo. Một pha chạy chỗ đầy thông minh của cầu thủ áo số 4. Và chúng ta hãy theo lại bàn thắng này. Xuất phát từ một pha đá đáy biên và một tình huống trả ngược. Và anh Bà Bảo cũng đã có được bàn thắng dành cho riêng mình. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-3. Và với bàn thắng này thì các cầu thủ áo vàng cũng sẽ tự tin hơn với những pha lên bóng của mình và quan trọng nhiều hơn. Minh Nhĩ đường trên Lộc Sado, một tình huống dứt điểm vào góc xa. Tuy nhiên vẫn là một pha phản xạ tốt của thủ thành Nhóc Thắng bên phía anh em 94. Chúng ta hãy theo lại tình huống này. Một pha chuyền bóng có thể nói là rất thuận lợi dành cho Lộc Sado. Tuy nhiên thì pha dứt điểm của Lộc Sado vẫn chưa đủ khó để đánh bại được thủ thành Nhóc Thắng. Minh Nhĩ đã bắt đầu đảo biên dứt điểm. Một tình huống dứt điểm của Baga.
Một pha dứt điểm ở khu vực trung lộ, một cú nã đai bác của cầu thủ áo số 13 Nguyễn Nhật Nguyên lì đang gửi lời tới Phú Hào. Ta hãy theo dõi lại tình huống trước đó mà Bá Ga cũng đã có được khoảng trống để tung ra một pha dứt điểm rất căng và bóng đi chết công vòng trong gang tấc mà thôi. Những pha dứt điểm vừa rồi cũng là điểm mạnh của cầu thủ mặc áo số 13 bên phía các cầu thủ ban tổ chức. Triển khai lối đá tấn công, họ đang dồn ép các cầu thủ anh em chính từ trong những phút vừa qua. Vào! Đó là một tình huống xử lý tốt của mình gì? Và chúng ta có thể thấy thì cầu thủ áo số 69 đã bình tĩnh như thế nào ở tình huống xử lý vừa rồi. Những tình huống phối hợp tốt của các cầu thủ áo vàng, những pha đập nhã liên tục, và Minh Nhĩ cũng đã có một pha xử lý cũng đã vào sân. Tình huống phối hợp tốt, dứt điểm. Pha ra chân vừa rồi là của Minh Nghĩa. Sau tình huống vừa rồi thì Lộc Sa Đô cũng đã rời sân. Và người rời sân vào sân để thay cho Lộc Sa Đô đó chính là Mai Hữu Tính. Cầu thủ áo số 21 cũng đã góp mặt trên sân. Và đường chuyền Nguyễn Bồi, pha dứt điểm của Ngân Nato. Tiếp theo là một tình huống dứt điểm của Hảo 636. Hảo Gắt cũng đã có được khoảng trống. Tuy nhiên thì trước đó thì trọng tài Vũ Toàn cũng đã cắt còi với một tình huống bóng chạm tay của cầu thủ áo số 7. Mình nhỉ? Vẫn đang là Mẫn Cà Mau, đường chuyền quá hay, khoảng trống mênh mông dành cho mình nhỉ. Cơ hội đây rồi, không vào. Và đã chừng quá chất lượng đến từ vị trí của mình nhỉ. Và chúng ta cùng nhau theo dõi lại tình huống vừa rồi. Tình huống mà mình nhỉ đã có cho mình được một nhịp ngoặt bóng rất hay. Cú đá chừng cuối cùng của mình nhỉ là vẫn chưa chiến thắng được thủ thành số 1 bên phía ấn. Đội bóng áo xanh. Cơ hội dành cho thằng Trung Kiên, chiếc điểm quá hay. Và là chừng quá chất lượng đến từ vị trí của chủ tịch Tôn Thế Hòa Phát Bạc Liêu. Và chúng ta cùng nhau xem là tình huống ngã người cản phá vừa rồi của Nhóc Thắng. Một phản xạ nhanh như cắt của thủ thành số 1 bên phía bóng áo xanh. Cơ hội là vẫn đang còn dành cho các sút penalty. Kỳ Nani đối đầu với Nhóc Thắng. Tình huống Rabona rất điều nghệ đến từ cầu thủ số 8. Vẫn đi không chính xác, vọt xa. Vẫn sẽ có được một quả phạt góc dành cho các thủ bên phía ở ban tổ chức và ekip. Đây là cơ hội đối mặt của Định Rùa Studio, làm gì đây, không vào. Tình huống xử lý quá kinh nghiệm đến từ vị trí của thành Việt Tiến. Lại là một pha xử lý hay. Ta cùng nhau theo dõi lại bóng trước đó. Tình huống mà thủ thành Việt Tiến đã có pha ngã người đọc bài rất hay. Ở trong Mẫn Cà Mau, khoảng trống mênh mông đã cách lót dứt điểm, không vào. Và là chừng quá khó hiểu của Đạt Cách Lót. Và ngay lập tức, đây là câu trả lời của các cầu thủ áo xanh. Quá nguy hiểm mà mọi thứ vẫn đang trong tầm tay của thành Việt Tiến. Chúng ta cùng nhau theo dõi lại bóng trước đó, tình huống mà Đạt Cách Lót đã có tình huống di chuyển lên rất không ngoan, nhìn cuối dứt điểm cuối cùng của siêu tiền đạo áo số 10. Đường chuyền rất hay của Trung Kiên, khoảng trống mở ra dành cho Lộc Sa Đô, không phải là một cú ra chân nhanh. Đây là Long Lắc. Xử lý khá vụng của tiền đạo rất trời ơi. Chúng ta cùng nhau xem lại pha ra chân bóng đi rất căng đến từ vị trí của Trung Kiên trước đó. Vẫn đang là Baga. Đây là anh Ba Báo. Đường chuyền khá hay, Trung Kiên. Cơ hội mở ra dành cho Trung Kiên. Pha thả bóng rất vừa tầm, Kỳ Na đi dứt điểm ngay. Rất nhiều lần trước đó thì Trung Kiên đã luôn tìm thấy Kỳ Na đi. Nhưng đến mãi bây giờ thì cầu thủ số 8 mới có thể đáp lễ được cho người đàn anh mã số 7 bên mình. Chúng ta cùng nhau xem lại tình huống phối hợp rất ăn ý vừa rồi.
Một nhịp quan sát rất hay của cầu thủ mang số 7 Đặng Trung Kiên. Kỳ Na này cũng đã có hai nhịp xử lý rất khéo léo để loại bỏ được phòng ngự bên phía đội bóng xanh. Đó, và đã có chiếc thẻ vàng được rút ra. Liệu nó sẽ dành cho ai đây? Rất nhiều những pha va chạm. Vậy là hai chiếc thẻ vàng đã được rút ra dành cho anh Ba Bảo và Lê Chí Phong. Vẫn chưa tình huống ra chân đến từ vị trí của Baga. Đây là anh Ba Bảo dứt điểm không vào. Quá đáng tiếc trong pha bóng vừa rồi. Và chúng ta hãy cùng xem lại tình huống mà Ba Bảo đã có một cơ hội dứt điểm ở một tư thế tương đối thoải mái. Cơ hội dành cho anh Ba Bảo. Vẫn chưa thể dứt điểm. Anh Ba Bảo dứt điểm không vào. Và sau tình huống vừa rồi thì trọng tài cũng đã cất còi kết thúc trận đấu rất hấp dẫn và rất giải trí của các cầu thủ bên phía ban tổ chức và ekip cùng với cầu thủ club anh em 94.